Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Church News. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay trên trang báo Tuổi Trẻ có đăng một cái tin rất là thú vị và Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Đó là Chủ tịch nước đề nghị truy tặng huân chương công nhận liệt sĩ với sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Như quý vị và anh chị em cũng biết, em Phêrô Vũ Đăng Khoa Nguyễn Văn Nhã ở giáo xứ Cẩm Trường đã về với Chúa trong một biến cố rất là đau thương như quý vị và anh chị em cũng biết. Thì hôm ngày 2 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã đã quên mình cứu các bạn bị đuối nước. Em Nguyễn Văn Nhã đã cứu ba bạn nữ trong một cái nhóm bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ khi đang tắm tại một cái bãi biển của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì em Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1998, trú tại huyện Vĩnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là sinh viên năm tư của ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế. Chiều ngày 30 tháng 4, thì sau khi cứu các bạn nữ bị sóng cuốn thì Nhã đã bị nước biển cuốn đi vì đuối sức. Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch truy tặng huân chương dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm hỗ trợ gia đình sinh viên đã có một cái nghĩa cử cao đẹp quên mình để cứu các bạn. Đây là một thông tin khá hay mà Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em. Em Phêrô Vũ Đăng Khoa Nguyễn Văn Nhã, một cái tên khá dài và cũng khá đặc biệt nữa. Để xem thông tin này, quý vị và anh chị em có thể lên trang báo tuổi trẻ.vn để đọc thêm, biết thêm về cái tin này. Chủ tịch nước đề nghị truy tặng huân chương công nhận liệt sĩ với sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Church News để có thể nhận được những video mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.